Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Vận động vì người nghèo thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi tặng quà cho các em thiếu nhi tại khu điều trị Phong Bến Sắn, tỉnh Bình Dương. Hoạt động tốt đẹp này nhằm động viên các em thiếu nhi cũng như bệnh nhân, cán bộ, nhân viên đang công tác và sinh hoạt tại đây tiếp tục vui tươi và lạc quan trong cuộc sống. Khu điều trị Phong Bến Sắn được thành lập vào năm 1959 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh quản lý, với nhiệm vụ giúp bệnh nhân và con em phòng ngừa, chữa trị và phục hồi về mặt y tế, đồng thời tạo điều kiện để bệnh nhân có cơ hội làm ra của cải vật chất cùng đóng góp cho xã hội.